Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang ở trong nhà tù Hòa Lò, và khu vực này là khu Sa Lim tự hình. Hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh về nhà tù Hòa Lò đến cô chú và anh chị. Và Minh Toàn có một số cái video về nhà tù Hòa Lò này, nếu cô chú anh chị mà quan tâm thì chúng ta mời cô chú anh chị chúng ta xem những video về nhà tù Hòa Lò trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Đây là cái khu Sa Lim tự hình. Khu Sa Lim này là tách biệt hẳn với các khu giam giữ khác của nhà tù Hòa Lò, nhằm hạn chế tử tù tiếp xúc với bên ngoài. Sa Lim được xây dựng kiên cố, tường dày 4m, 0,4m, cao 3m, diện tích mỗi phòng khoảng 5m2. Từ trong ra ngoài, Sa Lim được quét hắc in gây cảm giác tối tăm, lạnh lẽo. Tù nhân giam tại đây bị cùn chân suốt ngày đêm. Vệ sinh tại chỗ hàng ngày, cửa Sa Lim chỉ mới hai lần để lính canh đưa cơm nước cho tử tù. Theo quy định, tù nhân bị kết án tử hình sẽ ở đây tối thiểu 10 tháng tính từ khi bị kết án tại tòa đại hình. Trong thời gian này thì tù nhân có thể kháng án hoặc làm đơn xin ân giảm mức hình phạt. Tuy nhiên, để thủ tiêu một số tử tù, đặc biệt là những người mà thực dân Pháp cho là nguy hiểm, thì chỉ sau khi xét xử từ 2 đến 3 ngày, chúng đã bí mật đưa họ đi hành quyết. Sống trong Sa Lim, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng ý chí cách mạng của những chiến sĩ cộng sản vẫn tỏa sáng. Họ vẫn viết sách, tài liệu để tuyên truyền cách mạng, sáng tác những tác phẩm thơ ca đầy tinh thần lạc quan, yêu đời, tiếp tục cống hiến đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là cái khu Sa Lim. Ở đây cô chú anh chị nhìn qua khu Sa Lim này một chút. Hôm nay thì cũng có rất là đông du khách của nước ngoài về đây để xem tham quan. Đây. Cái phòng này Minh Toàn quay rồi, Minh Toàn sẽ đi vào phía trong của khu Sa Lim này. Đây là phía ngoài của Sa Lim, kia là cái máy chém ở đấy, đấy đầu này là cái máy chém này, máy chém ở đây. Còn chúng ta sẽ đi tiếp vào trong này nhé. Đây, trong này khu giam biệt lập, xung quanh là được quét bằng min hắc in để cho đen tối. Sa Lim số 5 tháng 4 năm 1931. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị thực dân Pháp bắt giam tại đây ngày 31 tháng 7 năm 1932. Đồng chí bị thực dân Pháp xử chém tại Hải Phòng. Đây là phía trong của tù. Nó chỉ cho một cái lỗ nhỏ như này để nhìn vào, mà song sắt thì quá kín luôn. Đây là khu vực Sa Lim, trong này tối quá. Tối đen. Đây, người nằm người ngồi. Và đây là cái giường.
Wow, khu Salim này đúng rồi. Ngủ đấy thôi, quá buồn luôn. Đây, các đồng chí đây cũng đục tường đây mà không được. Và chỉ có một cái lô nhỏ nhỏ này để nhìn ra phía bên ngoài thôi, cô chú anh chị. Ở trong này khá là ghê rợn. Không biết là cô chú anh chị có cảm nhận gì về cái khu vực này không? Khu vực Salim này, nếu cô chú anh chị mà biết thêm về khu vực Salim ở trong cái nhà tù Hỏa Lò này thì xin mời cô chú anh chị để lại bình luận ở dưới video để mọi người cùng hiểu thêm nhé. Chứ Minh Toàn thì thực sự Minh Toàn xin lỗi, Minh Toàn chưa hiểu biết nhiều để chứng minh cho cô chú anh chị. Minh Toàn chỉ là người đi tham quan thôi. Đấy, đây là cái khu vực Salim. Còn bây giờ xin mời cô chú anh chị chúng ta đi ra phía ngoài. Đây là cái khu mà tù nhân chính trị được giam cầm. Đây tù nhân nữ và cháu. Đây, còn ra khu này là khu nào? Đài tưởng niệm hướng tham quan bắt đầu xem từ đây. Đây là hướng tham quan đi đâu đây? Hướng tham quan, chúng ta tham quan đây là đi đâu? Wow, trong này đang có đây là trưng bày các hình ảnh, cái đồ vật được bom. Đây có cái bộ gì? Đây là bộ đồ bay khi công binh sử dụng khi điều khiển máy bay trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Bộ đồ bay. Đây là một cái giường dành cho phi công Mỹ khi khám chữa bệnh. Đây là hình như là khu này là khu trưng bày đồ Mỹ hay sao? Đây bộ quần áo này. Đồ dùng sinh hoạt của trung úy không quân. Còn đây là đồ dùng sinh hoạt của phi công Mỹ. Phi công Mỹ áo to nhỉ. Đồ dùng sinh hoạt của trung tá không quân, cũng là của Mỹ luôn. Bây giờ xin mời cô chú anh chị đi sang bên này. Đây là các cái đồ vật. Đây là đồ dùng của các cái người Mỹ trang bị để mà lúc đánh không sao. 2 năm xong rồi, năm 1975 những cái chiến thắng tại Pháp ông giáo đã xa rồi. Rồi có cả đàn này. Đồ dùng sử dụng cho chơi thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Lưới bài dài có đầy đủ cờ.
even pagoda, temple, university. Đấy, chúng ta đi ra phía này là hết rồi. Bây giờ chúng ta mời cô chú anh chị chúng ta đi lên cái đài tưởng niệm. Không biết là cô chú anh chị có cảm nhận gì về cái khu vực này. Rất mong cô chú anh chị hãy bình luận ở dưới video nhé. Đây cũng là một cái khu vực trưng bày ảnh. Không bước lên bục. Các lỗ tường nối tiếp xuyên nhà này sang nhà kia dọc các dãy phố đã hình thành trận đồ bắt quái, tạo thế chủ động đánh địch tiến thoái lưỡng nam. Mỗi người dân là một người lính, mỗi nhà là một pháo đài, mỗi khu phố là một chiến tuyến. Ngày xưa là một cái ngôi nhà như thế này, là đục tường như thế này để thông nhà này nhà kia, khá là độc đáo luôn. Không biết cô chú anh chị có cảm nhận nếu mà ngày nay thì chúng ta có đục được những cái nhà như thế này không nhỉ? Minh Toàn cũng có một số cái video nói về nhà tù Hỏa Lò này rồi, thì nếu cô chú anh chị quan tâm chúng ta hãy xem thêm các video đấy ở trong kênh cái danh thực phát Hà Nội ngày nay. Và Minh Toàn cũng có các cái video về cuộc sống Hà Nội cũng như là cuộc sống Hạ Long. Nếu cô chú anh chị quan tâm thêm thì rất mong cô chú anh chị hãy xem ở trong cái kênh mà cô chú anh chị đang xem. Và để là người đầu tiên được thông báo và cũng như là người đầu tiên được xem các video mới về Hà Nội và Hạ Long nói riêng cũng như là cuộc sống Việt Nam nói chung, rất mong cô chú anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh. Đăng ký ở đây, đăng ký miễn phí của chú anh chị ạ. Thì để là người đầu tiên được thông báo khi mà kênh có những video mới thú vị. Hôm nay mình Toàn xin dừng video này ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Nếu cô chú anh chị có những cái cảm nhận gì về cái khu này thì xin để lại bình luận ở dưới video nhé. Cảm ơn cô chú, hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.